Hello, chào mọi người đã trở lại channel của mình ha. Hôm nay mình làm clip Free Fire về quay quay súng mọi người. Thì nó có cây súng M14, hình như là M14A1 kim sư điểu. Thì cây này mình thấy rất là đẹp luôn. Nên thành ra đợt này nó vừa ra đấy và nó có giảm giá 40%, không biết là giảm giá một lần hay là nhiều lần nữa. Thì mình sẽ cố gắng để coi nếu được thì mình sẽ lấy tốc độ thấy đạn chính xác. Cây này mình sẽ không lấy đâu, mình sẽ lấy cây kim sư điểu này, với lại cây màu đỏ mọi người, cây hồng sư điểu. Nếu được thì mình sẽ lấy hai cây này. Nếu được thì mình sẽ lấy hai cây này thôi, chứ mình nghĩ ủa cái màu đỏ làm chi ta, cái màu đỏ đổi cái gì thế nhờ, từ từ để mình coi cây màu đỏ đổi cái gì đã. À wow, trúng được cái màu đỏ, đổi nguyên được cái AK rồng lửa luôn hả? Trời 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 trời, ghê á. Đổi được cả một cái này luôn mọi người. Wow, khá là gắt nhờ. Nhưng mà rất là tiếc mọi người biết sao không, mình có hết những cây này rồi, hình như là cây cơ khí mình chưa có. Ok, nếu mà được thì mình sẽ đổi cơ khí để coi vận may của mình sẽ đổi được cái màu đỏ này không. Mình nghĩ chắc là tỷ lệ của nó là chắc là nhỏ 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 nhỏ, chắc phải trên 5.000 kim cương thì may ra. Và mình sẽ đặt trước cái thẻ vô cực mùa này luôn. Cái thẻ vô cực mùa này á, hình như là được rất là đẹp mọi người. Thì mọi người có muốn mình làm nạp 1 triệu vào mua thẻ vô cực thì mọi người nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cái thẻ vô cực mùa mùa tới chắc rất là đẹp luôn. Đây nè, mình đặt trước. Đây nè, cái thẻ vô cực mùa tiếp theo nè mọi người. Wow, nói chung là một phiên bản quỷ dạ xa con mọi người. Nhìn rất là đẹp ha. Mình nghĩ cái nón này, cái mặt nạ này sẽ là cái mặt nạ quốc dân nữa rồi, rất là đẹp đúng không, với cái chảo. Và bây giờ mình sẽ lấy trước cái này để nhận được cái chảo. Wow, cái chảo rất là đẹp đúng không. Ok, trang bị nhanh luôn rồi. Thì bao giờ nó tới thì nó tới. Mùa trước thì mình được như ta level nhỉ, ngày 2 level à. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi vô quay cây súng, hy vọng 5.400 kim cương thì sẽ được cây súng không, mình chắc chắn là được luôn đó mọi người. Hai cây chỉ 5.000 kim cương, nói chung là quá đơn giản luôn ấy. Từ từ phải ra cái vòng quay nè. Đấy, mình sẽ quay một phát 10 lúc kỳ để cho nó, lỡ mà quay cái kia mất 40% may mắn sao. Ok, để cho nó ra nặng nè. Cục màu đỏ. Trời, đứng cục màu đỏ được hơi bị căng. Tiếp tục một phát này nữa, 360 đó mọi người. Nó đang giảm giá 40% mà. Ok, 720 kim cương rồi đó. Nhưng mà nó chưa có ra, nhưng mà nó đang giảm giá rất là đã. Mình sẽ quay thêm 4 phát thường coi. Không nhắc lại nha. Bốn phát, thật là chín phát đi. Phát thứ hai này nha, phát thứ ba nè, ba nè, phát thứ tư này, bốn này, ok, phát thứ năm này, năm chưa, năm 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 này, sáu này, sáu này, còn ra được súng không? Nó 28 lúc khó lắm mọi người. 7, ui được 10 luôn, wow, đổi được súng rồi đấy. 8. Ủa 8 hay 9 nè? Đếm hồi quên mất tiêu. Đếm hồi còn nói chuyện mọi người mình quên mất tiêu. Ôi 10 chứ là bình thường mọi người, 50 mới giữ. Ok, bây giờ sẽ làm một phát 40 nè. Nặng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bèm. Ôi, cùi hơn bằng một mổ một nữa luôn á. Hứa mọi người luôn, mở một hên hên được cái 10 hơn cái cục nãy nữa. Và tiếp này. Mình nặng hơn mọi người. Đây hình mình nghĩ là đủ đỏ thì súng rồi đấy. Để coi. Trao đổi. Trời ơi, đúng đổi được một cây luôn rồi mọi người. Ok, mình sẽ đổi trước cây. Ê, nó khôn ghê mọi người. Cái kim sư điểu đó không có được. Nó không cho đổi cây kim sư điểu, nó cho đổi ba cây thì thôi, cây này là phải quay. Đậu xanh nó khôn ghê thiệt chứ.
Ừ, đúng là đâu có dễ ăn của anh gà miễn phí đâu. Ai đất 100 mà. Được được được, vẫn đói được. Mọi người 9 cái nữa. Xin lỗi. Xin lỗi. 10 cái đó thì quá đơn giản đúng không? Một hộp thôi. Một hộp. Một hộp. Một hộp. Đủ rồi, mình nghĩ đủ đỏ cái vàng rồi. Hình như là đủ chưa nhờ? 51 lúc ra đổi coi. Chưa, mới 98 mà hai 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 bong bóng đó mọi người, hai bong bóng nó mới đủ. Một nè, ok đủ luôn rồi nè. Đổi trước đi ha, chúng ta sẽ đổi trước cây súng màu vàng để cho lỡ mà nó quay vô chúng nó cây màu đỏ là cũng được. Kim sư điểu đúng luôn này. Wow. Kim sư điểu rất là đẹp. Mình sẽ trang bị nhanh luôn, cây này mình khá là thích mọi người. Nó rất là đẹp chứ không phải là nó tính về độ mạnh thì mình thích cái cây rồng xanh, cây rừng xanh á thì mình nghĩ cây cái rừng xanh nó cũng cũng chẳng có thua kém như cây này cả, có khi là còn ngon hơn nữa, tại vì nó cộng tốc bắn với lại sát thương nữa. Tính ra là nó ngon hơn ấy chứ, tại vì cây này cũng ít người dùng lắm mọi người. Có thì bắn có thôi nhưng ít người dùng lắm. Cái cây rừng xanh mình cảm giác nó ngon hơn. Nhưng mà mình thấy cây kia đẹp, mình lấy đẹp mình bắn thôi. Tại vì cây này mình bắn cũng ít lắm mọi người. Vô lượng được cây gì bắn cái đó. Ủa đâu có tiêu trời. Cái rừng xanh đâu nhờ. Cái cơ khí này mình chưa sở hữu nè. Ủa cái rừng xanh đâu nhờ. Đây nè. Đây nè, cây này là cộng tới hai tốc bắn với một sát thương, tính là cây này rất là ngon luôn mọi người, không có thua kém như cây kia luôn á. Nói chung là nó xịn, tính ra là xịn hơn luôn, gọi là độ hoàn hảo quá quá trời luôn ấy. Nhưng mà bây giờ mình vẫn muốn săn thêm cây màu đỏ mọi người. Với lỡ đâu may mắn ra được cục màu đỏ sao? Ồ, vậy là không may mắn rồi. Cái này hãy được thêm một lần quay. Ui, 50 luôn kìa. Ui. 50 bóng luôn. Tiếp một cái nữa. 360 luôn. Chắc chắn ra súng nè. Trời, 360 phát nữa coi nè. Nè cái đùng rồi đó mọi người. Ơi, cái gì đây, cục đỏ hả? Ui, sư tử điểu, cái cây này điểu luôn. Rồi, restart hết. Ơi, nhưng mà được cây này, tính ra nó còn ngon hơn cây này mọi người. Cây này tốc độ, thấy đạn chính xác. Cây này thôi, lấy giảm tầm xa nữa thôi chứ. Ai tính ra là cũng gần, nói chung là cũng gần đổi được cây màu đỏ nữa rồi đó. Chúng ta tính ra cũng gần được 3 cây rồi chứ ha. Ai nè, trời ơi, 126 luôn mọi người. Dư luôn rồi, dư luôn rồi. Dư luôn rồi, đổi được cây màu đỏ ha. Ok, thôi mình lấy tung hết cái vòng quay rồi luôn. Còn 46 cái luôn rồi này. Ôi, còn cái này để làm gì nhờ? 46 cái có bé không? Ô, mình sẽ đổi hết đồ ăn bét mọi người. Mình sẽ không lấy cây súng cái đâu. Ồ, cái dòng quay cục màu đỏ khó lắm mọi người, hứa mọi người luôn ấy. Mình sẽ quay hai cái đó. Cái lấy cái màu đỏ này nè mọi người khó lắm. Cái cục màu đỏ này gần như tỷ lệ nó còn khó ra hơn cả súng nữa. Đợt này mình phá tan cái dòng quay này để lấy cái này rồi. Nên thành ra là mình nghĩ là mình sẽ không lấy nữa đâu. Cái màu đỏ khá là ổn rồi. Đây là đổi thức ăn cho bét. Đổi hơn trăm mét cũng được mọi người. Mình ơi tính là xíu nữa mình đổi được cái súng luôn ấy. Nhưng mà mình sẽ lấy cái màu đỏ đây thôi. Trong cái hòm là có gì nhờ? Súng địa ngục hả? Mình lại bị nghiện quay súng nữa rồi ta. Cái này cũng đẹp, cái này tính là hiệu ứng đẹp. Nhưng mà cho con bé mình nó mát đó. Có mấy con bé chưa mát mà thức ăn cũng quá trời kim cương luôn. 10 cái là 200 kim cương rồi. Có mấy con bé mình chưa được má nên thành ra là mình ăn cho nó ăn. Ok lấy một cục nữa cho nó hết băng bóng luôn nè. Trời đúng một cục luôn á trời, tính ra một cục là được cục luôn á, vừa phải rồi chứ. Ok bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài
cái sưu tập lấy cây màu vàng. Wow, coi cây AK của mình kìa, cây này sát thương 2 băng đạn 1 luôn, nó giống như cây này á, nhưng cây này cầm chính xác là giả băng đạn. Wow, đẹp quá mọi người ha, màu đỏ đẹp ghê á, nhưng mà cây này mình nhìn rất là chất mọi người, nó chất chất kiểu gì á, ui ngầu thế, ui ngầu thật sự. Và cái chảo đợt này thì nó bán 900 mấy kim cương, 670 mấy, 699 hay sao á, nhưng mà mọi người chắc mình nghĩ đa phần mọi người đặt trước thẻ vô cực hết rồi. Wow, ui xem ở sảnh chơi được luôn, cầm chảo quơ đầu người ta luôn, mình combo chảo quá trời luôn nè. Nhưng cái chảo lần này khá là ngầu mọi người, có hiệu ứng quỷ 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 cái quỷ quỷ là xoa ngay mắt kìa. Ok bây giờ mời để vô bắn nào. Lô không được cục màu đỏ ai được, tính ra được cục màu đỏ là đổi được một cây súng miễn phí luôn ấy. Cái vòng Cũng quay nhưng ngầu mà thôi khó mày. lắm, anh quay không ra, chắc không phải tầm 5.000 kim cương thì mới ra ra cục màu đỏ. Ra cục màu đỏ đổi đã luôn ấy. Để coi đổi nè, AK-47 nè, súng tình yêu nè, cây cơ khí này. Cây có cây cấp ít mà tao quái thú nữa, shotgun nữa nè. Ui toàn là súng xịn không à. Toàn những cây hấp dẫn không à. Bây giờ đi tự chiến cái nào để test cây test cây Anh súng ơi, hả? em mới nhận nghe một điều là tiên chứ không có M4 nhanh test đâu. Không có hả? Ê, không có. Trời ơi, cây tự... Ủa, phải có không ta? Ai vô huấn luyện ấy. Vậy chúng ta vô huấn luyện. À, huấn luyện test được cây chảo luôn. Đúng rồi. Tại vì giờ đi vô trận á, mọi người kiếm mấy cây súng thường khó lắm. Nên là mình chủ yếu là review cây này quay khó không cho mọi người vô test thử thôi. Chứ bây giờ mà đi vô... Cây này hả? Ok, bây giờ thì mình sẽ vô trong bắn thử cây này. Cây này có hiệu ứng đúng đẹp luôn, đúng hình con đại bàng nè. Đi vô test thử phá cây này thử mọi người, chứ chắc là từ đây mình sẽ bắn cây này, cái cầm theo một sát thương cũng chẳng bao nhiêu cả, chứ không vô ngay đầu cây này bắn cũng phế lắm mọi người. Không quen tay mọi người ạ. Ghê đấy chứ nhỉ. Mũi đầu không à. Bên mẹ anh ơi. Không, cái này test 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 lấy cái bộ mình đã test chưa được. Test tim mình làm gì? Quá trời người luôn mà. Đầu luôn. Lát quá. Ây da, nó one shot mình cũng thật ra luôn kìa. Không, tính ra cây này khá là ổn áp ấy. Nãy mình chưa bắn, mình mới quay súng xong mình đập tay quá. Ui. Rung. Cứng tay quá, chưa bắn được. Đào nói luôn. Nè địch nè. Mình chọc nó. Cái chảo này xịn chưa? Đỡ đạn đúng ghê luôn. Nó đẹp ghê cái chảo nè. Khá là ngầu luôn, cái chảo nó có hiệu ứng nhìn đúng xịn luôn. Cái chảo này cộng thêm mà aura may mắn. Ây da, nó sụp cá chết luôn kìa. Ok, mình sẽ test cái AK một chút tí nữa thì mình sẽ dừng video ở đây thôi. Cây này nói chung là đẹp thôi, nói chung là mới vô thì có cây này bắn cũng được.
cây nào cũng mạnh hết, kéo tầm. Này quá sợ, hay quá, nó bắt cái chết luôn rồi. Cái sự kiện này hồi sáng bị lỗi anh. Tối chứ. À hồi sự kiện 52 giờ bị lỗi. Kim cương tập lâm hết mà. Mở cái hộp ra 2500 kim cương, hộp nào cũng nghe 2500 2500. Chắc là chúng mày đã chờ kim cương này giờ. Nó có gửi cho mày không anh? Thâu giờ nó rồi bắt lại giờ không ăn đâu. Hạt nào mà có kim cương lỗi là nó tạo khóa rồi á, để nó xử lý xong rồi nó mở lại thì sao. Đầu không ta, bắn đã nha. Đang tức tay quá chưa bắn quen. Ây da, này bắn hay quá, nãy sang là giết mình hai lần. Sang khó này. Ok được rồi, chắc là clip này mình sẽ dừng lại đây với cây chảo siêu thần thánh khá đẹp luôn. Mọi người có thể thấy là cây chảo rất là đẹp đúng không? Nè, cây chảo để cái ra thể dục cực thì review nguyên một bộ của nó. Cái mặt nạ với lại mình ra thì mình sẽ lấy hết cả một người. Cây chảo với lại cái súng khá là đẹp. Đầu sừng bên đây nhìn đẹp phết nha. Ừ, đầu sừng bên đây nhìn rất là đẹp luôn. Cái hó này tôi dần mày bắn thôi mày. Ok, bây giờ gái thấy mình là không bắn mình luôn mọi người thấy không? Đó, chúng ta sẽ vô đây gà gái nha mọi người. Đấy, gà gái mà, gà chị em. Ok rồi, bye bye mọi người nha.